ăn nha, nó ăn luôn đó. Đã ăn nha. Đâu rồi đó, cắt lát nữa nha, đã ăn nha. Đó, dướng cành cá ăn nha. Đó. Đó. Rồi nay mình đi giỏ vô trong đây, có mấy anh em nó đưa giỏ vô câu nha cả nhà. Đó, nay mình đi giỏ, có anh em này đưa đi. Có cái em này ở ngồi mũi tàu đó, đang buồn tâm sự chuyện biết tới điểm câu mình quay cả nhà xem. Mình đi vô đường vậy cả nhà, đi giỏ xong rồi đi bộ nữa. Đó, mình sẽ câu kênh này nè, có em, có hàng em dắt đi cái nha. Mình móc đường lỗ với đằng kia lỗ nữa nha. Câu kinh này có hàng em nó lấy dấu lãi nó chở đi chứ mình cũng không biết đây là đâu. Có hàng em đứng đằng đó, công nhận đây mát mẻ nha. Quần sau mình cây gáo đồ mát mẻ lắm nha. Quang du không có bóng nhà nữa. Đó, mình sẽ câu lỗ này, móc được lỗ ạ. Để câu cả nhà, nắng lụm con bự ghê cả nhà. Đâu giơ cá lên các ơi. Lên cá bự ghê đã kìa. Mình xuống mồi luôn cả nhà, em nó làm quá. Ăn cái nha, đó lên nữa nha. Ồ, cái rô đây nhạy ăn thiệt chứ, thả dứt coi, cái rô đây quá nhạy. Nè, đó cái rô thả ăn nha anh gỡ. Ăn luôn đó nha, đó nhịp nó gịch nè nha, đó con này chắc được á. Thôi rồi cũng tròn nè, rồi hành gã tranh thủ ăn luôn đó nha. Đó, cái rồi bự nha, con này mập. Thì có mua mồi mua gì kêu mua giùm đi, anh gửi tiền lại. Cá ăn nha. Đó. Thôi, bay lên lục bình luôn nha. Rồi, bay lên lục bình luôn. Không biết sao lấy nè. Rồi. Rồi lên luôn cả nhà. Nó bay lên lục bình. Một con chó quá. Rồi, lát nha. Qua đã rồi nha.
Quá khỏe. Hồi giãn. Cá ăn nha. Đó. Dưới cạnh lục bình nha. Lên luôn, hình quá. Quá đã luôn nha. Hình gỡ. Trong mình câu trứng kiến nha cả nhà, còn càng hoài câu màu dế, câu hai cần cần ở trong sát sát bờ cần ở ngoài nha cả nhà, càng hoài ăn cả nhà. Đó. Lo thả càng trong càng hoài em, rác nữa cả nhà. Nó thả mồi càng trong càng ngoài nha. Hình dở. Mình đang ăn nha. Quá quá đã nha. Lo ấy càng kia càng này. Hình gỡ. Ăn luôn đi nè, đó. Rất khéo thả, mình thả cho nó ăn luôn. Ồ, cá rô nữa. Ăn nghi cá rô. Hình cả. Rất khéo nó ăn luôn đó nè. Đó. Nó cứ tuyệt đó. Thịt mà nó rút. Dịch 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 hoài. Ồ, sắc lát nhỏ nha. Vậy mà nó dịch miết. Dịch miết, tưởng cá rô nha. Vậy mà cứ gịch hoài tưởng cá rô. Hình gỡ. Cá ngon nha. Đâu rồi. Thôi, cắt lát nữa nha. Qua đã.
Còn dính mép qua đây đem vô rửa nha. Để thấy. Còn dính mép. Quá khỏe nha. Làm giả. Đã ăn nha. Đó. Cà rùa nha. Cà rùa. Hai này rồi. Nắng quá thôi. Để nó ăn mà chậm. Nhấp nhấp vậy đó. Có ăn lẹ hơn. Con gì ăn thế nha, không biết đâu là không biết, chắc cá rô hay cái gì còn dính á, móc nào để đâu khỏi lên luôn. Xảy gì quá, còn thắt lát cả nhà. Ghiềm với lục bình tưởng đâu con gì. Đã nha. Rồi, quá. Chứ tưởng đâu con cá rô không à. Tưởng con ghiềm chứ. Hên gã. Ăn luôn nè. Nó rút nữa nè, nó rút. Cái rô nào nó dẫn lên nè. Ôi, rồi quá đã ăn nha. Rô con này mà giật quá đã luôn, xuống tay luôn nha. Ăn gã. Ăn nha, nó ăn luôn rồi đó. Cái rô nào nó dám lên nha. Quá đặng. Cái rô nào này, cái rô đã thiệt nha. Hút nút nha. Ăn gà. Ăn luôn nha. Thôi nó. Ăn rồi nè. Đó. Đó. Wow. Nấy nấy đã nha. Trúng hổ cái rô. Nha. Cái rô đã gì đâu. Hình gỡ.
màu đỏ ăn nha. Nó vịt, ăn vịt. Rồi. Dính luôn cần kia xem. Nó nhả luôn. Đây là quả cả nhà, dướng qua càng tiêu. Thế rồi dướng qua càng kia rối hình gã. Vừa kịp luôn nha, để tí nữa hết câu được luôn, vừa lại qua rồi thôi gỡ rồi. Cái này thành quả của mình cả nha, có rồ nay nái không cả nha, rồ mình bành bành không đó, quá đã nha, lát cũng bự nữa nha. Rồi thôi mình rút luôn nha. Đó, bác dưới đây nha. Thôi mình rút luôn.